Bỏ 34 triệu tiền thuê nhà một tháng, cặp vợ chồng phải uống nước toilet suốt nửa năm trời mà không hề hay biết. Người đàn ông họ Đàm và vợ bắt đầu gặp những vấn đề sức khỏe kỳ lạ ngay sau khi chuyển đến căn hộ mới vào tháng 5 năm nay. Cả hai đều bị ho, khó chịu ở ngực mà không rõ nguyên nhân. Anh Đàm cho biết anh thậm chí còn bị rụng tóc và nổi mụn. Hàng tháng, cặp vợ chồng này phải chi trả 10.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 34 triệu đồng tiền thuê nhà. Thế nhưng sau nửa năm chuyển đến đây, họ vẫn chưa phải thanh toán hóa đơn tiền nước. Hai người càng bối rối hơn khi kiểm tra đồng hồ nước và nhận thấy nó không hề chạy. Anh Đàm khẳng định, mỗi lần anh mở vòi, con số trên đồng hồ nước màu xám mới tăng rõ rệt. Cặp đôi quyết định gọi thợ sửa ống nước đến kiểm tra đường ống. Người thợ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra đường ống nước sinh hoạt hàng ngày trong căn hộ đã bị ngắt và suốt bao lâu nay hai vợ chồng sử dụng đường ống nước của nhà vệ sinh. 6 tháng vừa qua, hai vợ chồng họ sử dụng nguồn nước từ ống nhà vệ sinh cho mọi sinh hoạt, bao gồm nấu ăn, uống, giặt, vệ sinh cá nhân hàng ngày. Điều này khiến cả hai vô cùng ngỡ ngàng và bàng hoàng. Ngay sau đó, người thợ sửa ống nước đã khắc phục sai sót này, nhưng vợ chồng anh Đàm rất bức xúc vì đã bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cả tinh thần. Họ yêu cầu công ty cho thuê nhà bồi thường thiệt hại bằng tiền. Nhưng công ty này lại cho biết, người thuê nhà có thể lựa chọn sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày hoặc nước nhà vệ sinh lấy từ giếng gần đó bằng cách điều chỉnh van. Nước giếng đã vượt qua các cuộc kiểm tra chất lượng vào tháng 3, nhưng mà người ta thường chỉ dùng để xả nhà vệ sinh và tưới cây thôi. Tuy nhiên, anh Đàm khẳng định vợ chồng anh chưa bao giờ được thông báo về điều này trước khi chuyển đến đây. Hiện tại, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, nhưng khoảng thời gian mà hai vợ chồng anh Đàm phải chịu đựng sự kinh khủng trên thì không thể nào lấy lại được nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị.